Dạ, cái email này á, con đã lấy xong phần hình ảnh có mấy tấm xá lợi của sư bà thôi. Còn cái driver giờ đây trong drive thì con bây giờ sẽ download hết về. Có hai thư mục lao động. Thư mục này thì không có gì. Tịnh Hải 2001. Cảnh chùa. Rồi cảnh chùa Tịnh Hải thì tối nay con sẽ làm hết những cái video này về cảnh chùa ở Tịnh Hải. Con sẽ làm hết trong này rồi con sẽ thanh lý luôn cái email này. Bây giờ con đang truy tìm tung tích của cái YouTube chùa Đức Viên cũ mà con thấy tuần trước sư cô nào up lên cái video, một tuần trước có sư cô nào up lên cái video chùa Đức Viên. Chùa Đức Viên con không biết nó đang nằm ở trong cái email nào. Dạ đây. Đức Viên California. Dạ cái chùa Đức Viên này tuần rồi sư cô nào đăng, con nghĩ là sư cô Trung Nhã đăng. Thì sư cô Trung Nhã đăng vô chỗ nào của nó, của cái này thì cho con cái địa chỉ này để con đổi lại hết thông tin của cái này. Để Phật tử không có bị lộn, chứ bây giờ lên mạng gõ chùa Đức Viên ra nhiều quá. Ra một list luôn. Người ta nhìn vào không biết tìm mình nơi nào. Dạ rồi.